Xin chào các bác, xin chị. Em đã về Hà Nội rồi đây, trở về nhà mình đây. Đấy, thì chuyến đi Thái trong một tuần, nhưng trở về Hà Nội lại trở lại kế hoạch bonsai. Thì cũng tóm tắt một chút về Thái Lan ấy. Thì cũng chẳng dám nói nhiều, nhưng mà cũng có một vài lần đi Thái Lan ấy, thì chia sẻ các bác ở bên đấy thì nhất là về du lịch thôi các bác nhé. Về văn hóa, về đất nước Phật giáo này, du lịch thì cảnh đẹp nó không đẹp được bằng thiên nhiên Việt Nam, mà nó nhân tạo nhiều, thành phố nó rất là phát triển văn minh đấy, dân thì theo đạo Phật rất sùng đạo Phật đấy. Nó và cái thứ hai là cái ẩm thực thì nó khá khá giống miền Trung mình, tuy nhiên nó cay và nó ngọt hơn một chút đấy. Cái thứ ba là cái thành nó chia ra làm cái, tức là Bangkok thì là thành phố thiên đường rồi, còn về mua sắm ấy, còn Pattaya là thành phố về ăn chơi, thành phố ma quỷ về đêm ấy. Đấy, thành phố ăn chơi sao đọa. Còn về miền Nam thì thiên nhiên nó đẹp hơn, bên biển ấy, là khu kẹt ấy. Đấy, các bạn. Thì về bonsai các bạn, thì bên đấy thì nó tất nhiên mình chưa đi sâu được mà, nhưng mà nhìn ở đường phố thì nó cũng khá là đơn giản thôi, chủ yếu rất nhiều hoa giấy, nó tỉa thành những cái tán tròn này, không có cái gì cầu kỳ. Hoa giấy, cây trà phúc kiến và cây si kiểu giống sinh nhật trong ngoài đường phố khá khá, nhưng mà nó không tạo hình cầu kỳ gì cả. Đấy, trong chùa chiền có thấy thêm một số cây từ bi. Rồi quay trở lại với vườn cây thì sau hơn một tuần đi thì bây giờ về thì nó cây cối nó âm ùm tùm. Tường vi hôm mới khoe các bác là đang có nụ thì bây giờ nó nở rồi, nở rồi, nở một số nó bông rồi, tiếp tục ra bông này, tiếp tục ra đây, nó tiếp tục rất nhiều các bác nhá, đang nhú lên thừa thắng xông lên đây. Đấy, cành này rất nhiều, thả tường vi vào mùa này để lấy hoa các bác nhá. Tầm một tháng thì lại đây là hoa thường đi nở rất nhiều rồi. Đấy, cái này thì nó muộn hơn bởi vì là trồi lên nó lâu hơn, không phải trồi lâu mà nó mình cắt thì nó trong cái thời gian này nó vẫn nở vô tư. Đấy các bạn nha, thường đi nhé. Ổi đây, ổi cho ra đây thì mấy hôm vừa rồi nắng quá, hôm qua thì có trận mưa, có quả này. Còn lại một số quả kia thì rất nhiều thì nó rụng hết rồi, còn lại một số quả thôi. Lại một số quả thôi. Đó. Cây này thì sắp tới là phải làm thôi, già rồi. Phá lấy cũng già rồi. Mang nhé. Nam Điền này. Nam Điền các bác có nhận được không? Ôm tùm một bới. Lá xanh mướt như nhựa. Lá xanh mướt như nhựa. Tí nữa tỉa này. Tí nữa tỉa các bác. Tỉa dày xong rồi sao là nhút răm xong rồi nhút lá sau, bây giờ chỉ tỉa thôi, nó dày chứ ạ. Úi dồi ôi, không đi dép à? Đấy, về là kế hoạch video nó bị gián đoạn tí là phải vì là phải trông con các bạn chứ không phải là gì, với lại bận rộn nữa, nói chung là về đấy cho nó tí. Xanh mướt các bác nhỉ, như nhựa, lá như nhựa, bóng như nhựa. Nó liền đây. Đó. Đây. Mai chiếu thủy. Đây là mấy ông dưới vừa mới làm hôm trước đây. Được tuần, hơn tuần đây. Đã thế này rồi. Đó. Mình càng làm nó lên nó càng mạnh. Đó. Phụ tử ấy, như là làm ông lão hoặc là ông văn nhân thì thả ra rất là mạnh, mặc dù nắng. Đặc biệt nữa là ông hoa giấy này, ông hoa giấy này, và cây này em nhặt được đợt có quay video ấy. Thì không chăm chút gì thì tự nhiên nhìn thấy nó có hoa ấy. Thì nhấc ra chỗ nắng một tí thì trước vứt trong bóng râm thì gà nó nhảy lên này, rũ hết xuống này. Đó, thích không?
Mùa hè có khác này. Nhìn rực rỡ không? Rực rỡ. Quá rực rỡ quá. Nó như cái tay này mà thả là nó sẽ ra hoa rất nhiều. Mà nó còn nắng nữa thì ra vô cùng mạnh. Đây các bạn này. Nhìn này. Đây là cái sông siêu này. Mà cái nuôi thả đó, nuôi thả đó. Nuôi thả. Đấy, phân lũa. Phân lũa. Phân lũa. Dòng này là dòng hoa. Hoa hoa giấy ta, giấy ba màu có cả màu trắng một chút. Đấy. Nha, giấy nhá. Tiếp theo du thì vẫn ở đây, tránh nắng ở đây. Ngày xưa em trồng rồi, mới trồng cách đây mấy hôm ấy, nửa tháng chứ mấy đấy, bắt đầu sống rồi. Gốc đào. Cái ổi này các bác có thấy không? Cái ổi này đào được. Đã là hàng đào được mà lại hàng rất là giá trị các bác ạ. Nhìn này. Thích lắm các bác. Ừm đèn. Mọc ngả lên bờ ao này các bác. Mọc ngả lên bờ ao. Đấy. Cột cán rất to lúc này thế. Đấy. Đấy nha. Cái ổi siêu nha. Cái tử đây hợp lý rồi. Rất xanh tốt, dù chỉ ủ cát thôi nhé, không có cái gì nhé. Chỉ có cát sống, cây này là cụm rừng này gốc to, nguyên vanh bằng cái chậu này. Nó phải tầm 8-90. Đấy, thì nó tùm, tương lai cực kỳ sáng ánh các bác nhé. Bác nhìn thấy cây gì mới về em được không? Đi Thái về bác nhé. Là nhớ nhung cây cối là quất luôn cây chanh này, quất luôn cây chanh này. Màu giá nó hơi cao tí, cái chanh thì các bác nhìn màu giá nó hơi cao tí. Giá nó hơi cao. Gần 2 triệu bạc phải không các bác? Gần 2 triệu bạc. Chanh. Chanh cổ thụ. Chanh cổ thụ quả đang chi chít. Các nhìn vào cái phân khí. Phân khí. Đấy. Hôm qua mấy về muộn quá mới đổ ít phân chuồng mà gốc mà. Đấy, cạp vào cây này về cũng không đơn giản đâu, nặng vô cùng đó. Cái bệ rễ nó khủng lắm thì chắc là nó ghép thôi nhưng không quan trọng, quan trọng là cái quả ăn à, nó bề thế chơi những cái chanh kia thì thường quá đang lên như một nấm, cái nấm tầm 1m6 đây, tầm 1m6 đó nha, quả nha. Đấy, nó thích chưa? Con này xong em sẽ làm nó dày dâm và nó bớt cái ai đi để vào dây cho nó, không phải vào dây mà làm cho nó tàn thiên nhiên hợp lý, không cần dây. Đấy, thích lắm, dưới cái bệ nó thích lắm, rất thiên nhiên. Mọc đang ra mầm đỏ chót, mọc đang ra lộc đỏ chót. Xung mấy chồng này, ổi đây, ổi khoái giờ đã ung tùm. Em hoa giấy này đẹp lắm, sao em sẽ làm hoa giấy đẹp, đẹp, rất đẹp. Ổi lãng. Cốt cán rất thiên nhiên, thiên nhiên rất khỏe khoắn. Đấy và nhìn xong cái mưa thích không, thích không? Rồi đây là gọi là cây mận đậu. Đấy. Mít này quá, mít.
Đấy, vì cái bóng này mà cái bóng bị mít này mà cái cây xanh này của em nó mất một phía nó bị đuối rồi hết. Em lại vừa mới làm lại ra, vừa mới làm lại được mấy hôm này, trước khi đi Thái này. Đấy, khi đi Thái đây, nhìn gọn gàng thế không các bác? Đấy, đang mùa mưa mà, thừa tháng sắp tới các bác, làm dăm làm chi mùa này thích lắm. Lá nó nhanh hồi, mạnh, thích thích không các bác? Năm điền xịn đấy, năm điền xịn, năm điền xịn đây. Đấy, ô có cây đu đủ mọc đây. Rồi, quay trở lại cái tranh này đi. Cực kỳ nặng, ba người khiêng nặng không? Rất nặng. Đấy, rất ưng, nó to, khủng bố. Còn một cây nữa không nào lấy nốt. Cây kia nó hơi ít quả nhưng nó xanh hơn cây này. Đấy, ổn. Tóm lại là sau mấy hôm về là khác, cây cối là khác. Mình vẫn ăn nước bên Thái về cái món nghệ thuật bonsai không? Ăn nước bên Thái à, chắc rồi, chắc rồi. Nên ung tùm vươn những cái tay lên dài ngoằng ngoằng, chắc là làm rồi. Đà bước đổ quá mịn mà, kích thích không các bác? Như nhựa bóng nhảy như bôi mỡ. Đó, phê không các bác? Quá phê. Thích không? Toàn thiên nhiên quá. Đó, đang để thả quá, đang để thả quá. Đó, như mỡ luôn. Loại hán mà còn dưa hấu mọc. Đó, còn dưa hấu mọc. Đấy, các bác mình thấy thích cho. Như hoa ổi nó có thể dứa. Đấy, lý do chơi ổi này đấy các bác. Cái hồi ngắn ngắn lùn lùn của em này. Đấy, về mấy hôm hoa nó ở bung bét đây này. Hoa nở bung bét. Đó. Cột cán rất đẹp, rất rụt rịt. Rất lùn, rất khỏe. Lùn lực đấy. Cắt giật. Lùn lực, cắt giật và lỗ. Đây thì hoa này hôm qua nó nở nhưng nó gặp mưa. Hai ông. Chúng là có quả ăn rồi, có quả ăn rồi, ngon rồi, rất ưng các bác, rất ưng nha. Xưa, xưa này là bị phá thế rồi, phá thế rồi, như là cỏ dại, kinh khủng, cứ thả đi cho gốc nó to lại làm thế, xưa này thoải mái làm mà, các bác. Đấy, thì sau mấy hôm về mà cây cối vẫn xanh tốt, không cây nào vấn đề gì là ok rồi. Rồi, các bác nhá. Để tiếp tục những cái series video để phục vụ các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác.